Không sao, mình còn 3 chén bóng keo cơ, vẫn đủ sơ anh em ạ. À, một đứa trên tầng, một đứa dưới à. Ui, bo cắt máu đau thế, bo này phải nói là cực đau luôn anh em ơi. Rát thế này, còn 104 máu này. Vãi cả trưởng, vào nhà cái. Ui, cậu làm gì ở đây? Ra đây. Ui, nhảy xuống á, nhảy xuống á. Ui, yes, ngon lành. Ây, 10 kill cấp 1. Ui, tuyệt vời anh em. Ây, yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Nếu như mà anh em thấy thích những cái video của mình thì các bạn đừng tiếc một lượt like cũng như là anh em chia sẻ video giúp mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ngày hôm nay chúng ta đến với một trận đấu trên đảo quân sự nhá. Ây, hôm nay là một ngày thứ 2 đầu tuần. Thôi thì là một cái trận rank sương sương quẩy khởi động tuần mới anh em ạ. Ui vãi trưởng, cơ bản tôi không để ý anh em. Thế thôi, làm quả mất luôn tí máu nhở, hơi khoa nhở. Ui, cái gì đấy? Ui, cái gì đấy hả? Vỡ đầu, vứt tâm sương sương anh em ạ. Thanh niên này, ai lại ngồi đây ăn nấm thế này? Thế này thì toang rồi anh em ạ. Nói chung là anh em cẩn thận nhá. Ví dụ như là mà các bạn ăn nấm ấy, các bạn kiếm cái vị trí nào nó an toàn xíu. Chứ còn là như thanh niên này thì địch nó lại bắn cho vỡ sọ, chứ còn kêu gì nữa hả? À đù này, mày làm sao? Thằng kia, láo nhá, láo nhá. Oh, chờ tí anh em ạ, tụi quần máu đã. Mày này, cái gì đấy hả? Oh man, làm quả headshot xương xương. Thanh niên méo hiểu sao luôn anh em ạ, nó ngồi ngay chỗ cái đồ đấy. Xong lòi đầu lên, tôi chỉ việc là bật ống ngắm và căn sọ vào đầu thôi. Ây à, mấy thanh niên này ngáo quá anh em ạ. Rồi nha mọi người, hiện tại thì mình đang sở hữu combo súng đấy là Scar này với lại một cây M60 nhá. Bộ trang phục thỏ nổi loạn nam nhá. Ở bên Thái Lan mình chơi ấy thì nó sẽ có cả bộ trang phục thỏ nổi loạn nữ cơ. Đây hiện tại thì Việt Nam chúng ta có bộ nam trước. Tôi nghĩ là mấy hôm nữa thì Việt Nam nó cũng sẽ ra mắt cái bộ trang phục thỏ nổi loạn nữ thôi. Rồi nha, let's go nào. Ấy, thi thoảng thì nói chung là mình có làm một số video Thái Lan vui vui ấy, kiểu sang xem vừa Thái Lan chôn mấy thằng Thái ấy. Vì là ping ở bên đó nó thấp mọi người ơi. Cũng như là đang chờ cái sự hưởng ứng từ anh em. Ví dụ như là anh em mà thích thì tôi sẽ làm video hướng dẫn anh em cách tạo cái nick xem vừa Thái Lan để anh em có thể chơi với mấy thằng Thái chẳng hạn đấy. Lâu lâu kiểu chửi nhau vui phết. Rồi nha, đậu xanh chứ. Chắc lượng thêm máu đi. Ok, chúng ta có 7 túi máu. Ấy, hôm nay lượm nhiều máu tí để cho quẩy cho nó thoải mái anh em. Yo, 29 người chơi nữa. Nói chung là cứ từ từ thôi, tôi chẳng lo lắm anh em ạ. Từ từ đi kêu mạng lo gì. Đấy, game nó chỉ để là giải trí thôi mà. Ui, ui dồi. Ma này, xong vỡ đầu. Nhẹ nhàng thanh niên. Lại là một pha vỡ đầu. Thế là xong, mạng thứ 3 đơn giản không à. Đây, chuẩn bị qua lượm xong nó thôi anh em. À, cứ phải gọi là ngon lành anh em. Hôm nay bắn nói chung là ui, đồ nghèo thế. Hôm nay bắn toàn gặp mấy thanh niên kiểu gà mờ anh em ạ. Chắc toàn kiểu thanh niên tôi nghĩ là toàn thanh niên mới ngủ dậy nên là anh em bắn hơi ngáo tí. Ok. Ê, 18 người chơi nữa. Oh, và hiện tại chúng ta đang ở thung lũng rồi. Hóng thôi, chả thấy ai cả nhở. Lâu lâu kiểu muốn kiếm một trận đấu nó nhiều kill tí nhưng mà. À đây rồi. Mày đây rồi này, á đù này. Ui dồi ôi, gì đấy. Từ từ anh em ơi, tôi biết nó ở dưới rồi. Câu liệu số này. Mày làm sao? À, tao lại sợ mày quá cơ. Mày làm sao này? Thôi chạy xuống vào nó đi anh em ơi. Ui dồi, câu liệu ở trên kiểu nó không hiệu quả lắm. Rồi nhá. Anh sẽ xem chú ở đâu nha. Ui vãi, bắn sát thế nó qua đây rồi. Và ai cả trưởng đã lên căn nhà Doraemon rồi cả. Kinh thế. Kinh như này ai chơi. Đậu xanh từ từ công ạ. Đây, chuẩn bị nhá. Tôi lên trên tôi vả luôn thằng kia này. Mày này, láo à. Từ từ công ạ. Chúng ta phải chơi cẩn thận tí nhá anh em. Chắc là mình sẽ qua đây đi. Bởi vì là trên có người mà. Đấy, nó căng vậy cơ mà. Mày này, làm sao hả? Chạy đi em ơi. Úi dồi, vẫn sống. Ghê thế nhở. Chắc là tôi lên trên tôi hạ thẳng ở trên chỗ anh em ơi. Còn thằng nhà Doraemon kia tính sau đi. Không kiểu cho nó chơi căng quá sao chơi anh em. Mày này. Úi dồi này. Solo với tao à. Ngon nhá. Ơ mà hình như là cái thằng này là cái thằng nhà Doraemon chạy lên mà. Oh man, úi dồi ôi. Tưởng có hai đứa cơ anh em ạ. Úi dồi, lâu lâu kiểu chắc chơi game nhiều quá lú lẫn rồi. Toang rồi.
Thôi qua lượm sát cho nó này. Ấy xem chúng ta có gì nhá. Ui, rất nhiều đạn súng trường luôn, thoải mái anh em ạ. Đó, băng đạn đôi luôn nha. Hiện tại thì mình chỉ sử dụng cái băng đạn đôi thôi, cơ bản là mình thích xài nó vãi trường. Nếu mà không có thì mình xài cái băng đạn level 3. Đơn giản là băng đạn đôi nhá, nó sẽ hỗ trợ cho anh em thay đạn nhanh hơn rất là nhiều luôn. Và đấy thì nó là một tính năng vô cùng là thú vị. Alok thì nó mới thay đổi cái hiệu ứng này trông khá là đẹp anh em ơi. Nhưng mà kiểu anh em mà đang bật hiệu ứng này, các bạn bật ống ngắm lên trông nó mù mắt vãi trường. Đó là cái điều mình không thích ở cái hiệu ứng mới, hiệu ứng chiêu độc quyền của Alok nhá. Thôi lên trên cái đi, tầm này còn lại có 15 người chơi à, cứ từ từ anh em, từ từ. Trên này tôi thấy ai tôi vả luôn anh em cứ yên tâm nha. Oh man, chưa thấy ai không ạ. À ui, ngay vùng Denger này vào nhà đã. Mấy cái vùng Denger này anh em vào nhà cho nó an toàn. Tôi nghĩ là tôi có thể là chạy qua phía trước được nên là sẽ quên luôn cái việc vào nhà, anh em đã khỏi vào nhà luôn. Rồi nhá, hồng sát này. Oh man, ui vãi trưởng bắn rát thế. Mà chơi thấy ai chơi bạn ơi. Đậu xanh thanh niên này bắn rát phết anh em ạ, đừng đùa. À, thế bây giờ chú muốn làm sao, chú thích làm sao? Đậu xanh thì từ từ anh em ạ. Tôi đứng đây nhá, tôi chờ xem nó làm gì ở đấy, thôi kệ đi. Let's go này. Cơ bản thì trêu mấy thằng đấy nó rất là mất thời gian anh em ạ. Nói chung là chẳng mang lại được cái lợi lộc gì nên chắc tôi thôi anh em ạ. Tôi không chơi thằng đấy đâu, bỏ đi. Đấy, anh em chơi game cũng thế nhá, thằng nào không xây được thì bỏ nhá. Không anh em lại cứ kiểu là cứ quất nó khả năng cao sinh mộ mày này. Úi rồi này, làm sao, úi rồi vỡ đầu. Thanh niên, trời ơi, bảo rồi mà anh em chơi game thủ nhà ít thôi. Toàn mấy ông thủ nhà, thật sự chán nản anh em ạ, tình trạng leo rank hiện tại nhá. Đấy, nó gầy mìn xong lại thủ nhà đấy, có thể chán không? Đấy, nó còn kiểu như là để máu ở đây để nó dụ mồi anh em ạ, ui. Ma nhở, thanh niên nhở, thâm thúy nhở. Toang chưa em, lần sau chừa nhá, đậu xanh nó chưa anh em, ui một mớ bông keo này. Hay quá, thôi anh xin nhở. Cảm ơn thanh niên super bông keo nhá. Bạn là bạn cho mình hơi nhiều bông keo đấy, ngon lành anh em ạ. Ui dồi ôi, rất nhiều bông keo nha mọi người. Đấy, như này có phải ngon không? Rồi nha, bây giờ thì tha hồ đạn súng trường, tha hồ đạn súng tiểu liên để mà kêu mạng luôn anh em ơi. Cái vấn đề chính là không kiếm được mạng để kêu thôi đúng không nào? Chứ đồ nạc thế này phải nói là rất là ngon rồi. Chúng ta có mũ 3 này, chúng ta có giáp đi 4 này. Quá xịn sò rồi đúng không nào? Tầm này là chỉ cần đi kiếm người thôi. Ai? Let's go mọi người ơi, còn có chục đứa à? À đủ. Thôi let's go nha anh em. Đậu xanh chứ nhở. Tôi lận lờ xung quanh đây cô nào. Ớt thế là không có đứa nào chạy vào bo à? Tầm khoảng 1 phút nữa thì vòng bo sẽ thu lại ngay phía sau mình và rất là nhỏ luôn. Tôi đang xem là nghe ngóng tình hình xem là có thanh niên nào chuẩn bị chạy bo hay không. Nhưng mà rốt cuộc là vẫn không có. Thế nên là chúng ta lại chuẩn bị tâm lý chạy vào bo thôi anh em ơi. Rồi nhá. Đậu xanh chưa lại có thấy thằng nào đâu. Nghĩ đồ chán anh em ạ. Ok nhá, chuẩn bị let's go thôi. Hey. Có ai nữa không đây? Nạn quá, đôi khi kiểu đi kiếm mạng mãi chả kiếm được ai. Anh em công nhận thế không? Càng lên rank cao nhá thì những thanh niên thủ nhà này các bạn ấy núp rất là nhiều luôn. Rồi nhá, chúng ta có thêm bông keo nè, lượm thêm thôi. Ui dồi ôi, cơ bản là nhiều bông keo thì càng tốt mà. 16 trái bông keo lận, ui. Cái gì kia? Ui dồi này, thanh niên này. Oh man, nó dựng bông keo, ui dồi ôi. Mày dựng bông keo này từ từ anh em mình xấy luôn. Nhiều đạn mà, lo gì. Mày làm sao? Mày làm sao này? À đủ. Dựng bông keo tưởng thế là ngon à? Tưởng thế là ngon à? Ok sắp nổ rồi anh em ơi. Mày này, mày này. Ui, tưởng thế là ngon này, tưởng thế là ngon này. Úi, chạy đi em ơi, chạy này. Yes, chạy làm sao được. Nó tưởng nó có mỗi một trái bông keo nó ngon á. Tôi tận 16 trái bông keo cơ mà. Ui dồi ôi, chơi làm sao được với sĩ kẹo này. Easy game anh em ạ. Rồi nha, lên trên đi rút đồ thôi. Oh man. Đây nhá. Ơ hầm xăng nó đâu rồi nhở? Ui ở dưới con người kìa. À thì ra là ở dưới con người nhá. Từ từ anh em ơi, tôi chạy bo đã. Tầm này thì bo này nó đã thu lại rất là căng rồi. Anh em sẽ nhanh chóng chạy vào bo trước thì nó sẽ là một cái chiến thuật chơi game nó hợp lý hơn. Chứ còn là canh bo với mấy thanh niên tầm này là căng thẳng lắm anh em ạ. Vào bo trước cho nó lành đấy. Anh em thấy không ạ?
Bo cắt máu rất là đau luôn nhá. Oh man. À kia rồi, thấy rồi nhá, thấy rồi nhá. Mày này, ú rồi ngồi xe tải. Thanh niên ngồi xe tải. Đáng thương vãi trưởng nhờ. Lần sau nhá, lần sau chưa nhá em. Ú rồi ôi, các ông thấy chưa ạ? Chơi game chỉ một xíu thôi anh em ơi. Gặp bao nhiêu thể loại núp này, đấy. Các ông từ thủ nhà này, các ông gài bẫy bằng túi máu này, xong là các ông ngồi xe tải này. Rất nhiều thể loại anh em. À đủ cái đậu xanh. Vỡ đầu, sương sưa anh em ạ. Ui, bạn thứ 8 rồi nhá. Còn bao nhiêu đây? Còn 3 thằng nữa. Ây, tôi sẽ cố gắng tập khoảng 10 kill top 1 nhá. Anh em yên tâm. Đây, tranh thủ qua lượm sát thằng này cái. Oh man. Cơ bản là đạn súng trường mình hơi ít. Đấy, lại tha hồ đạn súng trường ngay đúng không nào. Ui, làm quả XM8 fail. Các bạn thấy fail không? XM8 bây giờ bắn đã là bắn sướng lắm anh em ạ. Từ từ nhá. Số nào? Chúng mày làm gì dưới này? Oh, thằng nào vừa đây? Nhanh, lên tiếng. Anh lại sấy hết các chú bây giờ. Anh lại phải ngại các chú cả. À, bom keo. Khả năng bom keo trước kia có người nha anh em. Rồi nhá. Đây, còn lại 3 đứa thôi. Tôi sẽ xem chúng nó đang ở đâu này. Hóng anh em. Giờ mà thấy chúng nó là phải chúng nó luôn nhá. Không cần phải nói nhiều này. Hello các bạn trẻ ơi, các bạn trốn đâu rồi? Hả? Hôm nay thỏ nổi loạn sẽ quyết tâm gọi là hạ gục nốt các bạn để win game cái. Ít nhất là trận này cũng phải kiếm được 10 kill anh em ạ. Thế cho nó máu đúng không nào? Ây à, đây rồi à. Ui rồi, đây rồi à. Ui nó dựng bóng keo nhanh quá anh em ạ. Thế lại không bắn được rồi. Mà nghĩ nó chán anh em, nó dựng bóng keo nhanh quá. Ui chân tròi này, ui chân tròi này. Rát chưa, rát chưa. Mình ngồi đây mình thề lợi vãi. Hai đứa bắn nhau, mình bắn cả hai đứa luôn. Ngon lành nhở. Ây các bạn ơi, tầm này hơi khoai nhở. Chắc là mình sẽ ra ngoài này sớm đi. Cơ bản là bo sẽ thu tại cái khu vực này nhá. Nếu mà lên được trên tầng thì anh em ngồi căn nhà này canh phải nói là rất là ngon luôn. Ui vãi trưởng của mình kìa. Vãi cả trưởng. Á à, chú là anh bất ngờ đấy. Ui sợ thật, sợ thật. Hơi bị bất ngờ đấy. Ui quả liệu choáng à. Chạy nhanh, chạy nhanh. Ui tí toàng gộn, tí toàng, tí toàng nhá. Quần báo đã, làm gì? Làm gì mà căng hả? Vãi cả trưởng nhà thằng bé. Là mình suýt toàng nhẹ không sao, tôi vẫn sống được. Hay lắm. Ui nó dựng bóng keo rồi. Đây và tầm này thì bo đang thu lại rồi nhá. Ơi phải nói là khá là căng thẳng. Mình thì mình biết vị trí của cả ba đứa rồi. Ui thử câu lên phía trên nhưng mà câu lịu lỗi rồi. Mà toang hẳn anh em mới toang rồi. Phần này khó nhai đây. Thế là một đứa ở trên này, hai đứa ở ngay vị trí trước mặt nhá. Oh man. À hình như nó ra ngoài rồi đúng không nhở? Chưa đâu, nó chưa ra ngoài đâu. À thế rồi. Mày này ú rồi này. À mày dình tao, dình làm sao được. Nghĩ gì đòi dình với xích kẹo chứ anh em. Ôi thằng bé định dình xong là sơ tôi cơ. Không dễ thế đâu bạn ơi, không dễ thế đâu. Ui còn mấy hai máu đi. Vãi trưởng. Ấy anh ơi tha em, anh ơi tha em. Ui giá thế anh em, còn mấy hai máu. Nhanh nhanh quần máu, nhanh quần máu. Căng vãi trưởng ra. Ui đừng đừng đừng. Anh ơi đừng giết em nha, sợ vãi anh em. Còn đúng mấy hai máu này. Ok ok. Đấy tầm này gần đầy cây rồi. Đầy cây máu luôn. Lo gì nữa anh em, phun cây máu rồi nhá. Đấy anh em thấy công hạ chơi Alok rất lợi luôn anh em. Bật chiêu của Alok lên nhá. Ngoài ra thì mình còn xài thêm chiêu của Capella nữa nên là nó ngon vãi cả trưởng. Thế này thì nhân vật anh em thấy khủng khiếp không nhá, hai đứa nhá. Không sao, mình còn 3 chém bóng keo cơ, vẫn đủ sơ anh em ạ. À, một đứa trên tầng, một đứa dưới à. Ui, bo cắt máu đau thế, bo này phải nói là cực đau luôn anh em ơi. Rát thế này, còn 104 máu này. Vãi cả trưởng, vào nhà cái. Ui, công làm gì ở đây, ra đây. Ui, nhảy xuống á, nhảy xuống á. Ui yes, ngon lành. Ai, 10 kill top 1. Wow, tuyệt vời anh em. Yo, và nếu như các bạn thấy video của Kẹo hay, đừng quên là hãy nhấn nút like và đăng ký kênh giúp Kẹo nhá. Thank you anh em, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.